Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chỉ với 5.000 đồng một ngày, bạn có thể thoải mái lướt web miễn phí gọi thoại. Đặc biệt hơn nữa, bạn có thể thoải mái dùng TikTok, YouTube và Facebook trong suốt 24 giờ. Vậy đó là có cách nào mà ưu đãi lớn như vậy? Thì các bạn hãy xem hết video này của mình để biết thông tin chi tiết và cách đăng ký nhé. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Có cước mà mình muốn nhắc đến đó là có cước MXH150 của nhà mạng Mobi. Với cước phí để đăng ký là 150.000 đồng, bạn sẽ có 45GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB để sử dụng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng và còn được tặng thêm 30 phút để gọi ngoài mạng. Ưu đãi đặc biệt nhất của gói cước là bạn được miễn phí 100% data khi truy cập TikTok, YouTube và Facebook trong suốt 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp DL_MXH150 gửi đến tổng đài 9084. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước KC150 của nhà mạng Mobi. Với cước phí để đăng ký là 150.000 đồng, tức là một ngày bạn chỉ mất 5.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 60GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 2GB data để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng và còn được tặng thêm 80 phút để gọi ngoài mạng. Để đăng ký gói cước, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp DL_KC150 gửi đến tổng đài 9084. Như vậy mình vừa giới thiệu đến các bạn hai gói cước một ngày chỉ với 5.000 đồng với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài hai gói cước mà mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website mobifone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Mobi. Và nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.